Ok, Thanh Niên Room 5 xin chào tất cả các bạn đến kênh mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi iPad nha. Đấy, thì tập trước là mình đã ở trên kia kìa. Đấy, tập trước là mình đã đứng ở trên kia này. Đấy, và mình đã nghe được ông nào ông ấy đánh đàn piano nha các bạn. Đây, mình sẽ trật tự cho các bạn nghe rõ. Thì các bạn nghe thấy ai đánh piano không? Đấy, mình nghe thấy rất là rõ luôn. Như phát từ bên này sao đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống nha. Ông này đánh piano rồi các bạn. Này đánh tiếp video quay cái bạn ơi. Ui bạn ơi, ai chở thứ nào ấy, mình nhìn kinh đấy. Đây bạn ơi, đánh tiếp video quay cái. Ok, thì chỗ này cứ như chỗ này là như là cái phòng giải trí nha các bạn. Đây phòng giải trí nha. Ủa, đây ở đâu ấy? Để mình nhảy nó xem này. Đủ phòng giải trí này các bạn. Ủa gì đây? Đủ phim rồi các bạn. Đứng xem đấy nhá. Có là 27/12 năm lễ hội Anahuac Mexico. Green. Chủ đề về tiến sĩ Moose Up. Blue Cross. Grand. Các bộ phim là có thật. Ui, nghĩ là không đủ các cảnh quay. Vậy là không có điều tra ở đây. Không. Chúng tôi khác. Thôi người đơn người. Phải điều khối não. Bác trưởng. Mẹ đừng nói là có bản quyền nhé. Ui. Thôi mình đi đấy các bạn. Mẹ nhớ nó cho mình cái đợi bản quyền rồi thôi, xác định luôn là mình toang đấy các bạn. Đấy cái mình sập luôn đấy. Lóng cửa chắc. Ô gì đây? Anh gửi được đâu, những con thợ ngân hàng. Ông nào đóng cửa đấy các bạn. Đứng xem mà. Đây ta bị chốt cửa rồi, để xem. Khi tiếp cận dần chết những người chúng chủ đề lên thích hợp nó. Nhìn ra chơi. Ui, đừng kêu một chìa khóa mà. Hình như cái chìa khóa này vào nhà thờ đâu ấy. Ôi mẹ cái thằng này. Ở đây pin nhặt đấy. Mẹ thằng này nó hù mình các bạn. Hình như chốt cửa sao mình không bấm mở được. Đấy, trưởng. Mình click chuột mình không mở được các bạn. Ô thằng nào kìa. Ô bạn ơi, để xem nào. Nơi đâu này? Ê nơi đâu ấy? Ơ kìa. Ơ. Hình như nó ở đâu? À lên bên kia các bạn. Nó tưởng đi đâu ấy. Nó chuyển nó xuống nó biến mất luôn các bạn ạ. Hình như đi nhanh quá là mình không nhìn thấy. Thế là mai à? Lạ thật. Nó chuyển phim gì đây? Phim con heo à? Bạn này chứ phim heo mình xem à? Chú heo Peppa. Thế thể xem phim về phim gì đây? Chú heo con à? Thôi là pin đấy mày. Mày quay lại kêu. Phim chú heo Peppa ạ. Đây mình sẽ phải nhảy ra đây nha. Nhảy cái gì? Phải click chuột. Ôi chết mẹ, sao rơi xuống rồi? Không nhảy nữa các bạn. Mình bấm không được ấy.
game lỗi sao ấy, mình bấm không được các bạn. Rồi phải lên lại nhá, game lỗi sao ấy, không lên được các bạn. Rồi vòng lại, vòng đi vòng lại mấy lần nữa các bạn. Đây quay không biết nhảy cái gì luôn nữa các bạn, thôi tao mày quay đi. Ngồi pin rồi chết mẹ. Mình đi với mẹ à. Có hết phim rồi à? Mình chiếu phim Chú Heo Con. Không nhảy được các bạn. Ở đây. Ơ, sao rồi đấy? Vai trưởng. Tự nhiên rồi các bạn ạ. Cái game gì ấy, lỗi à? Mình bấm một lúc sau nó lên xong rồi nó lại rơi xuống các bạn. Nó trưởng lên nhanh lên nhanh đi, mẹ tao phải đi nữa. Mẹ game lỗi rồi. Chán game hết. Tự nhiên mình nhảy nhảy không nhảy được các bạn. Nhảy rơi 3-4 lần rồi. Trưởng ạ, thêm lỗi rồi. Nhìn đây đâu các bạn. Này, ý lên được rồi. Xem nào, mình sẽ nhặt được cái chìa khóa. Tìm trang mạng trên lầu 3. Ui mẹ bực quá, tôi xuống luôn. Hình như mình phải vào cái cửa exit thế sao các bạn. Ô, nhờ ơi. Ui đứng xem, đứng xem ạ, đứng xem. 5. Úi dồi, thằng thằng cởi chua cầm dao ạ. Úi dồi, lại thằng hồi à. Úi, nó mắt mù bạn ơi, nó mắt mù. Thằng này ngu, mẹ mắt mù. Nó không nhìn mình các bạn ạ. Không nạp pin được mình ra ở đây cơ. Úi, tranh thủ đi. Đóng cửa vào thật chắc. Mẹ đóng cửa thôi, không. Nó vô hết là mình tông xong rồi đấy các bạn. Thôi lên nhanh lên nhanh nhanh. Tự nhiên thấy cái thằng này hiểu chuyện rồi các bạn. Tới đâu anh? Trời ơi, chốt cửa này mình đi đâu trời. Hiện tại là mình đang ở trên tầng 3 nha. Đấy. Tôi vào rồi này. Hình như là mình đang ở trong căn nhà bếp. Ông làm gì đây? Úi dồi ôi, cởi chuồng các bạn ạ. Ông này cởi chuồng ngắm mưa. Không nói năng ấy nhỉ. Tôi kệ mẹ đi. Mình chạy luôn đi xong. Đã chốt cửa. Các bạn sao bạn này hay chơi trò chốt cửa ấy nhỉ? Xem nào, ở đây cửa hé, cửa hé, cửa hé. Xem cứ nghe nghe tiếng nhạc là đứa nào. Nghe tiếng nhạc là đứa nào nó. Không phải đứa nào mà là kiểu dạng cái nhạc cái như của nhà thờ đấy các bạn. Nhạc nhà thờ. Sao cái thằng này nó ngồi nó quỳ trước cái tivi này. Ôi giời. Đây có một đường sang các bạn, đường sang mà. Ơ, sao là quý? Sao là quý thế gì? Ơ kìa, tí hai mà nó quý chứ TV. À không, nó quý các bạn ạ. Thằng nào cũng quý này, chết mẹ bị viện loạn rồi hồi nào. Ơ kìa, đường đâu? Mà sao toàn gặp các bạn quý này? Lại quý. Thế hiểu sao không ạ? Chả hiểu đi. Đâu đường đâu? Mẹ rồi giờ đường đâu rồi? À đây bên kia mình đi đây các bạn. Lại giờ mưa lại nắng à? Ý
Ôi dồi, mẹ ngã đây thôi, có mà gãy chân đấy. Tìm xem là đằng kia có gì không. Đằng kia có cái nóc nhà. Nóc nhà không biết để làm cái gì. Sao mình nghe gì đứng chuông như cả chuông chuông nhà thờ nữa các bạn. Thằng cũng quỳ này. Ôi, không đóng cửa rồi. Ôi anh ơi, ôi anh ơi, anh ơi, đừng đánh em, mấy anh em ơi. Đi từ từ đi, từ. Ủa, sao này? Bao công. Ủa sao bao công mắc treo người hành giá này? Chúng ta nhờ cái một chút thôi, nhặt chìa khóa cái, mở thang máy các bạn. Sao em bên? Tôi phải làm như vậy, con phải tự nhìn thép vào đây. Đây là chứng kiến cuối cùng của con. Hứa duy nhất có thể kết về đây chính là nó. Là sao? Còn sự ghi hình về cái trở của sự sáng chính của ta, chúng ta sẽ được tự do. Để cho một không đóng không ngay. Ta sửa thang máy rồi và con được thoát ra. Tức là ông La Công mới sửa thang máy cho mình thoát rồi các bạn. Ôi, thằng kia làm gì kia? Thằng kia làm gì kia? Ok. Nó tự nhiên nó... Tự nhiên nó khiêu bắt vào công của bạn ạ. Mùi tôi mới, thằng này sẽ đưa bạn ra lối ra chính. Ê trưởng. Tính như bọn này nó cởi chân cởi chuồng. Có thằng mặc quần áo, có thằng thì cởi chân chuồng ra. Khiêu bắt vào công nữa các bạn ạ. Ê trưởng. Nó khiêu bắt vào công nữa ạ. Ôi ôi, mẹ cháy rụi cả người luôn rồi các bạn ạ. Ui ôi, chỗ này hình như là nhà thờ đâu các bạn. Ui anh ơi, ui anh ơi. Ui, mấy ba đầu công bị phui, bị thiêu rụi luôn các bạn. Ok thôi, chắc có lẽ mình phải tạm dừng video đây nha. Đây thì không biết tập sau là như thế nào nữa các bạn. Ông này gãi đầu này. Thì như gãi bụng mà ông làm gì đấy? Bảo sao bọn kia nó cứ quỳ làm gì mà. À đây là mình cho mình ra các bạn ạ. Hình như phải lên kia thôi. Ok. Thôi chắc xuống kia là mình cứ phải tạm dừng video em. Mẹ mày quay éo rồi mấy. Mày quay đúng mày cứ chín cho luôn. Hết mẹ pin rồi. Ôi gì đây? Lạ mập à? Ôi! Ui hình như nó đuổi các bạn ạ. Hình như nó đang đuổi mình. Xem nào. Lạ mập. Ui con mẹ. Lắm cửa cũng cầm cửa. Để xem đập bên nào. Ấy, đập bên này, đập bên này. Để xem sổ trốn ra bên này nha. Ui ôi, lại chết rồi các bạn. Sao gặp thằng này auto chết nhở? Okay, thôi, chắc mình phải chạy các bạn ạ. Thôi, mình chạy thôi. Lại nó rồi. Không hiểu các bạn đi đâu gặp nó. Cửa bên này dĩ nhiên không mở được rồi nha. Ok, bây giờ mình phải trốn thôi. Gồng gồng cỡ. Ôi đi, cái đi. Còn mẹ nó đóng cửa. Ôi thôi xong rồi, đóng như đóng rồi các bạn. Mẹ đóng như đóng. Ui, tưởng bị bắt rồi đấy các bạn. Ui, chạy. Nhanh. Sao đây, có gì không? Nó hình như nó không đuổi nữa đâu các bạn. Ở đây, bên này có một cái cầu lên mất cửa. Chạy, nhanh. Lên đây, đừng bỏ lên đây. Lên. Ui, ôi. Sao? Ui, nó không đuổi nữa các bạn. Ok, thôi, còn lên mình phải tạm dừng cái này các bạn nha. Đấy, cảm ơn các bạn xem này của mình. Tạm biệt các bạn, bye bye. Ôi mẹ tưởng nó đuổi mày nữa các bạn. Ok thôi, tạm biệt các bạn, mình dừng game đây.